chúng ta sẽ thực hành các cái nội dung liên quan đến việc xác định các cái xung đột lock này, rồi chúng ta giải quyết các cái xung đột lock đó. Ở đây thì tôi có hai cái user, user 1 với user 2. User 1 sẽ lock cái bản ghi với bản ghi là employee ID bằng 100, và user 2 sẽ quét các cái bản ghi employee ID bằng 100 để khi nào mà user 1 xong hoặc là khi user 1 bị kill đi, giả sử ra chạy cái việc update employee với cái employee ID 100 nhé, thì khi đó nó sẽ báo là row 1 được update này, update nhưng chưa commit, thì có nghĩa là cái employee ID 100 ấy nó vẫn đang bị lock. Bị lock thì chúng ta có thể nhìn ở cái màn hình session browser này. Chúng ta vào phần system browser này, chúng ta vào phần lock này. Chúng ta kích vào đây này. Chúng ta kích vào blocking session này. Blocking session chưa có này. Blocked này. Ta chọn on này. Chọn on thì chúng ta sẽ thấy là user 1 đang blocking cái session với ID 100. Thì khi đó thằng user 2 muốn cập nhật thì nó sẽ bị quét. Quit có nghĩa là sẽ bị treo. Đó. User 2 nó sẽ bị treo suốt. Khi đó quay trở lại màn hình monitor thì chúng ta sẽ thấy rằng cái user 2 của chúng ta đây. Nó sẽ ở trạng thái nuôi chờ khi thằng user 1 là xong. Đó, chúng ta check blocking lock là user 2 này. Blocked là user 2 và blocking là user 1. Chúng ta rất có thể là dẫn hai cái hiện này, chúng ta cứ hiểu là thằng user 1 nó sẽ chiếm lock rồi với cái ID của cái employee bằng 100 thì không cho thằng nào khác nó cập nhật vào dữ liệu employee bằng 100 để đảm bảo tính toàn vẹn, trừ khi nào thằng user 1 đã commit hoặc là user 1 bị kill đi. Chúng ta cũng có thể nhìn ở cái màn hình, chúng ta nhìn ở cái màn hình Enterprise Manager ấy, thì chúng ta có thể thấy được cái việc mà nó lock. Giả sử như kiểu database chúng ta có rất nhiều cái lock ấy, thì nó sẽ hiển thị ở cái tab mà performance đây, nó đang lock dần đây, thời gian tăng dần. Thời điểm trước 8:10 cũng lock. Chúng ta lưu ý nhá, khi mà database của chúng ta nó hiện tượng là cái exception nó tăng lên ấy, hoặc là cái lock nó tăng ấy, tức là khi mà thằng bị lock và các thằng khác nó wait rất nhiều, những cái thằng rất nhiều, thằng user 2 nó xuất hiện ấy, thì khi đó database sẽ tăng tải, nó cũng bị treo nhé, chúng ta để ý nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải giải quyết đây, vẫn đang lock bình thường. Có thể các user khác, user 3, user 4, user 5, nếu mà cần giật cái employee ID 100 ấy, thì nó sẽ bị hiện tượng như thế này. Và thằng này sẽ lock cho đến khi mà chúng ta can thiệp hoặc quá thời gian thăm out. Bây giờ chúng ta sẽ can thiệp nhé. Chúng ta ra vào như thế này. Chúng ta có nhiều cách, chúng ta có thể kill trực tiếp ở đây cũng được. Kill trực tiếp ở đây cũng được, chuột phải mà chúng ta vào đây chúng ta kill này. Chúng ta vào cái chúng ta view lại, view cho dễ nhìn này, user status này, có hai cái thằng user 1 và user 2 này. Thằng user 1 nó chạy xong rồi nhưng nó ở trạng thái inactive rồi. Thì chúng ta có thể kill cái thằng user 1 đi bằng chút chuột phải ở đây, kill session. Có cách thứ hai thì khi đó thằng user 2 nó chạy được. Có cách thứ hai chúng ta vào cái phần cửa sổ đầu lệnh, chúng ta sẽ gõ xem thằng nào lock lên thì chúng ta sẽ tìm được thằng blocking, nó chính là cái thằng user 1 với cái ID là 56 và CDA number là 38704. Chúng ta có thể nhìn trong đây nó là SDD của nó 56. Nó 56. Nó vừa chạy xong lúc một lúc. Và để kini thì chúng ta chọn cái SDD của nó 56 này. Cái CDA number của nó là 38704 này, chúng ta sẽ chia ra hai màn hình này. Màn hình đây. Khi mà chúng ta kill cái thằng này đi ấy thì khi đó cái thằng session 2 nó sẽ chạy được. Đây chúng ta thử nhá. Đó, khi đó session 2 nó chạy được. Và chúng ta chỉ cần commit chẳng hạn thôi. Commit hoặc rollback thôi thì nó sẽ xong cái session 2. Đó, xong rồi. Đấy cơ bản máy lock thế thôi. Cách xác định là thằng user 1 là đang blocking và thằng user 2 là wait, dạng dạng wait, nó là gọi là blocked nhưng gọi là wait. Và khi đó thì cái trên cái tab performance activity class ấy, nó sẽ hiển thị được các thông tin liên quan đến lock ở đây. Khi mà càng cao ấy, thì có nghĩa là database của nó rất nguy hiểm, còn khi nó xanh nó dùng CPU thì database của chúng ta không sao cả. Chúng ta để ý khi mà dùng cái tab này nhé. Ok, cơ bản thế thôi.